Dạ, Thi Liễu kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Sáng nay hai chồng Thi Liễu thức sớm đến quay ông lúc ông tưới mì, mà hôm nay ông đi tưới mì, ông về sớm quá. Đây là đồng nghề của ông cụ đi trồng mì, tưới mì. Hôm nay ông đi tưới về sớm, sáng sớm ông đi rồi, hai chồng mình vô chở rồi. Cái gì ta, cái thùng tưới nước. Thùng tưới nước. Dạ, ông kính chào ông, bà. Ông hôm nay ông đi tứ mì về sớm dữ gì không? Đi mà mắc cái gì nó nôn về rồi về làm rớt gì à? Còn cu mà cả gì hết. Ông nôn về hả ông? Nôn quá nôn. Nước sao mà nôn dữ vậy? Ông biết hôm nay nhà có khách hả ông nôn về? Ta nói sớm muộn gì cũng phải coi. Không đầu đồ nôn là góc biển. Mà nếu không về tới đây rồi đừng có nói mẫu qua trời đó coi mẫu gì mà không độ con. Ở đâu các chịu cái mẫu làm sao đậu được. Về tới đây là bà kìa. Không? Sáng ông bà ăn cơm chưa? Chưa. Bà. Chưa ăn sáng luôn hả bà? Chưa có ăn cơm sáng. À chưa sáng mà ăn. Ăn sáng rồi hả bà? Quay rồi vậy đó. Ông là ông có cái máy ông nghe giảng. Dạ hôm nay ông bà con xuống rồi đứa thằng đen ở nhà phải có ăn tiếp để qua nó ăn tiếp. Nói ai bà? Chi vậy bà? Bà ơi, nay con mua. Quay đi. Con để lên cái tủ hậu á bà. Đây hả? Dạ. Bà mình để bên đây dĩa bên kia dĩa hả bà? Để dĩa đi. Dạ. Bên đây. Cái này thì của chị Tiết Mai và của em Trần Thị Út. Hai phần. Một phần là bánh với một phần trái cây. Nhan mình đâu bà? Mở cho cái người đưa là. Mà xếp vậy mấy đồ. Bà nhan mình để ở đâu rồi bà? Không đồ được. Nhan đó bà. Dạ. Bữa nay bà để lại đây rồi hả? Xếp như thế này là ông nào độ ông? Ông hồ độ hay ông nào độ? Ở đây là ta nói là ông nào cũng có hết. Yeah. Vì cái xác này nó nằm về xác hội. Yeah. Ở trên ở đây kính tầng mà tầng nào ông nào cũng tài phép dữ lắm mà. Hỏi mà quỷ yêu tinh nó xuống đông rồi ông nhịp một cái thì ta nổ một cái, mà ông nhịp hai thì nổ hai cờ làm tao bữa nổ hai rồi hai cái muốn dằn cho sợ đầu. Ở trên nhịp ở dưới này ta nổ cái ầm ở trên nghe rung kinh. Hãy mà cho yêu ma quái quỷ xuống để mà trị cái đám mà nghiêng ngang bất nghĩa vô nghì đó, thì nó xuống nó trị cái đám quỷ đó xuống, trị đám quỷ yêu tâm nó trị nó xuống, nó trị không phải xuống mà trị đây. Nhưng mà ông thấy là đi xuống đông quá thì ông sợ vậy. Nhờ xác hội mà nó sát vô mà ông nội nó chết kia bà ngoại nó còn không. Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật, cha trời mẹ địa mẫu Phật cha Phật mẹ con đến đây cúng mẫu Phật mẫu Phật mẹ Phật ba. Cái số trái cây và số bánh này là của em Trần Thị Út và chị Tiết Mai ở bên Úc. Có nhờ con mua trái cây và bánh cho bá tánh dẫn dân bình yên muôn sự cho các con của mình giỏi. Đây có hai vợ chồng cậu này đến viếng mẫu cúng mẫu. Đây là cũng là bà cát ba trái cây đồ bánh trái để lên cúng Phật thì cũng đổ cho hai vợ chồng nó mạnh giỏi ơi với ông Phật rồi trước thì hai vợ chồng có đem bông ba trái cây để cúng Phật nhờ ơn trên ban bố phước lành rồi và sau thì cũng có để chặn tiền cho con ở trong ngôi gia thằng con cũng mua này mua kia cúng nhờ ơn trên ban bố phước lành cho con cũng được mạnh tay phải chân mà lo trong ân tự độ cho vợ chồng thằng này để đây nó cũng mạnh giỏi mạnh mừng cho có tiền thằng lâu lâu nó đến nó viếng mẫu viếng Phật viếng thầy viếng tổ. Nam mô Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Ơn trên đất đai dân trạch thần hoàng bổn cảnh cho ăn chỗ ở đất nước ông bà chung quy hội đồng hết thì ông có chi nay cũng cúng mão vợ chồng thằng
cháu đây nó đến nó viếng mẫu nó cúng Phật ơn trên cũng cũng là của huyện Thất Tổ Trung Quy hội đồng đất đai viên trạch đổ cho vợ chồng nó được mảnh tay bẻ chân bằng chỗ có đồng tiền ăn sống và lâu lâu đến viếng mẫu viếng Phật viếng thầy viếng tổ nam mô đạo Phật nam mô đạo Phật đổ cho nó được mạnh giỏi. Nhà đây nữa nè, một nắm cũng đo cả đống nè. Ở đây bà tổ mẫu nè, đây là Phật mẫu nè, rồi đây Phật tổ nè. Phật tổ mới trục cái ông này ra nè. Mấy đức đức Quỳnh giáo chủ là Phật giáo Hòa Hảo nè, là ông này. Ông Phật tổ không biết cái phần này là hiểu biết trong bầu thế giới nguyên nhân như thế nào mới đưa cho ông này em là nó mới sánh địa Hòa Hảo, Phật giáo Hòa Hảo đó. Ông là nhập vô cái thằng tướng học trò đó, ông có mong chuyển cái xác thằng tướng học trò đó. Trời đất ơi, đẩy con ta vừa đẩy lúc vô như đất sình. Cái bà già này, bà thấy vậy, bà nói ơi, thôi ông lấy ra rồi ông làm cho bằng đấy gì sâu lúc kỳ quá. Ông đóng dấu ngay đây, rồi mới trịch cái cục này lên trên này. Rồi đó như này, để vô đây cái cục này chạy lên đây. Đó, vậy nó có cái dấu đó. À. Nhưng mà rồi cái lúc ra ông quẹt cho mới nổi lên rồi. Là cái dấu ấn đó hả ông? Dấu ấn đó hả ông? Đức Phật thầy đó. Dạ. Dấu ấn lên trán ông đó hả ông? Ừ. Con thấy càng ngày càng sâu luôn á ông. Ừ. Mọi ngày con thấy ông là đi tứ phơi mì tới 12 giờ ông mới về. Lạ thiệt, ông hút thuốc là ông ngậm tầng thuốc xong ông uống vô luôn rồi. Nít bụng cơm rồi đó. Xong hả bà? Bữa hôm có thấy cái hình là đi ngày 18 tháng 5 ta lên Hòa Hảo, Thánh Địa Hòa Hảo. Có, con thấy hình rồi không? Chụp cái bộ hình đó mà nó đứng hai cái một đứa đó, một cái cô đó và một đứa con. Còn chú Nam đứng trong góc trong mà bên đây cũng có Nam góc trong. Bây giờ cái tấm hình đó bà không đem bà em máng đây cho coi. Ở bên bên đây. Cho nó đi thôi. Ông hai đi. Cái phép của mẫu đó là uống ly nước đi. Hạn. Là ông với bà ăn chay trường hả bà? Ăn hoài vậy đó. Mà ăn năm này qua năm kia vậy. Dạ. Ăn bao nhiêu năm rồi bà? Hả? Bà ăn bao nhiêu năm rồi bà còn nhớ cũng không? Cũng lâu lắm rồi. À. Không biết mấy năm rồi không biết ăn hoài vậy. Dạ. Uống nữa đi. Uống nhiều quá hả? Uống nữa là sao? Uống nhiều quá. Không lấy trái cây để ăn ủa? Có mà. Không dạy mình có gọi ra cái mái tóc của mình chứ không? Hả? Mấy tóc này lâu lắm rồi ông chưa gọi hả? Trời ơi, ông có cho gọi đâu con ơi. Nước sạch rồi đoạn là. Cái này nước cái này gỡ ra được không? Nữa, nước cái này là tháo ra coi được không? Được. Được rồi, cho con tháo ra nha. Ừ. Mình coi. Có không mà, nước trên trời rớt xuống liền á. Nó cắt ra một nước bên nhiêu giờ chắc cũng chê nữa con. Dạ, nó cũng luôn chê nhưng mà nước sạch đổ trời luôn. Trời ơi, dao gì, cái kéo gì nó bén nó cắt không gì. Rồi đến chừng mà xếp trở lại nó bằng quắn. Mày nó dài không ông? Mấy tóc nó dài không? Dài mà cắt hết thì không dài luôn, dài cỡ đâu đấy, dài nữa cắt lén không hay, cắt lén ông không hay luôn hả ông?
Sao mà cắt lén được mấy tóc trên người ông, mà sao cắt lén được không? Nó khùng, nó cắt về nó cũng bị ăn đi rồi. Dạ. Nó cắt lỡ rồi nghe lột ra cái bánh nhà dạ. 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 Cũng ăn con lột để mình lột cái sẵn cái này dạ. Thì cũng lại bạn với bà làm bánh gì bà coi coi rồi mà nó cắt lén mình không hay cho coi mà là cắt hết của ông hết khóc rồi vậy có bị quở phà không ông? Cắt rồi đó nó mới là bây giờ cuốn lại đó nên mới có cái mà cái bằng mà ở đó ta có cái đuôi nó ra dài, nó dài rồi cái đuôi đó có ở sau này siết ngộ lắm. Siết này là ta độ là bên rồi, bên mình thượng đế đó. Tháo cái miếng tóc nó ra nè quá dài luôn rồi. Có gạo vô con ơi, không có cho gạo vô. Vô nó cắt thấy chưa? Vậy là lúc trước cái này nó dài ra mà bị cắt nó dài ra, có gì đó mà nó cắt ra cho nó đi rồi kéo dưới đất hết hết đó cả. Cả nhà thấy không, mấy tóc nè. Ông cụ nói là mấy tóc dài lắm nhưng mà hôm trước đi lễ hội là bị cắt hình khúc. Rồi cột tầm 7 tầm 3 cái này. Nó mới siết nè. Có mấy cái đuôi cái chi chi nhỏ nhỏ nữa. Cái siết đây nè. Với ông cho con hỏi sao mà nó ra mấy cái chi nè, ông giống như cái đuôi đuôi gà rắn vậy. Có đuôi, có cái cánh, có cái dòi nó ra vậy đó con. Nhưng mà khúc giữa trẻ nó làm hai kia. Một chút kìa, trong kia cũng có nữa. Một chút kìa. Dài vậy mà. Các nước ở Việt Nam này cũng chưa làm được. Giờ lấy tóc ai có tóc rồi xin tóc là đâu đương làm thế có được không? Làm được không? Vậy đó. Hồi con thấy cái nó có dãy giống như dãy rồng giống mình rồng vậy không? Trên lưng nè, đây là trên lưng nè, cái dãy này giống như rồng. Nó làm bảy ba quậy. Còn đây là giống như còn mấy cái chi này là gì không? Nó làm gắt cho hai thẹo vậy. Tự trong đó là làm vậy. Cái chi này có hai cái đuôi nữa nè. Đẻ ra được hai đuôi nữa. Lạ thiệt luôn á. Đây cũng cái này cũng là mái tóc này theo ông bao nhiêu năm rồi không? Ôi, lâu rồi. Lâu lắm. Này giống như mấy cái giòn rồng vậy không? Như giò cắn nó còn chút này giống như mình rồng nè, còn đây mình cái giòn rồng nè. Ôi lục cục lộn hồn gì đâu mà. Ở trong này nó nhỏ mà ra ngoài nó lớn nè. Rồi cái này nó làm gì con quắn rồi quéo qua nè. Rồi tới đây nó phân ra hai nhánh nè. Hai chia ra làm hai. Mà ông cái này làm như cái giò vậy, ví dụ vậy á. Ông lâu lắm mới gọi mà con nghe tóc không có hôi bà. Cái giò này như không có mùi luôn, không có mùi tóc luôn. Dạ. Đúng luôn á. Chứ không phải lạc bị đó. Ông ơi. Ông bao lâu ông gọi lần nhưng mà con bà ơi. Năm cái giò. Xước cái giò lâu lắm, tóc này bị xước rồi lâu rồi. Bà ơi, bao lâu ông mới gọi lần hả bà? Bao lâu ông mới gọi tóc một lần? Trời ơi bà, viết rãng tay đó không có nghe bà, gì. Tóc của ông á là bao lâu mới gọi một lần bà? Trời ơi, viết bao lâu? Còn dạ, cái năm cái con ngủ cuốn vô hay không? Mà đặc biệt con không có nghe cái mùi. Con không có nghe hôi. Con không có cho gội đầu con. Nhưng mà cái tóc á nghe năn nỉ, tưởng đó năm mấy năm rồi. Lấy gì cột hoài mà. Chứ như người thường mà cái đầu mình để như vậy là mình sẽ hôi nhưng mà cái đầu tóc của ông không có hôi. Cột cho thiết chặt nó nghe con thôi, thiết không chặt nó thêm thiết đi quấn hai ba quận á, hai quận đi. Thêm nữa đi. Cái nữa là ông thiết vô, thêm chặt vô. Gửi đi cho cái chị. Anh tiếp Kèn ơi. Chú anh. Sao hồi nãy chở đây rồi bây giờ chở nữa đó hả? Dạ. Chở đi để hoài rồi làm sao ai dạ, đâu? 6 bao mà bà chở 6 bao à. Để lại đằng mà. Vậy là bể mửa con nhỏ con gái vậy nó vô thì mới á. Số này là chỉ nó gọi cho người ta hay ăn. Cái số ở đâu nó đi về đây đông lắm rồi mới có gạo ăn chứ không gạo đâu ăn. Nó nấu cơm chưa sao? Tính ta trồng mì ta cho ăn mì mà bây giờ có gạo rồi. Có gạo cho ăn gạo ha. Rồi bắt đầu được biết rồi cái là nó đóng neo rồi khóc. 6 bao gạo này ăn cũng lâu lắm đó. Ừ. Gạo này chắc ngon lắm. Mua gạo thơm lại á bà. Còn mãi 1 bao nữa. Dạ, quý lễ chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ. Dạ, xin cảm ơn quý ông bà, cô chú.